gửi tiền cho người ta qua. Kiểu như là hỗ trợ qua lại rồi bình thường. Nhật cư thì mình mua ha. Hả? Nhật cư thì mình mua ha. Như ton mình mua. Cây là cũng nhỏ hả? Cây của mấy ông từ thiện đem qua hỗ trợ cho mình. Im ha. Thì nói chung là tại vì bình thường á mấy ổng cưa cây đó. Cái mấy ổng mượn mình nấu cơm. Vậy hỗ trợ cho mấy ổng đồ ăn á. Cái thì có qua có lại đúng rồi. Cũng như là